Bên em đang chuẩn bị đi giao ba cái thùng nước 500 lít cho khách hàng đây. Giao bằng xe lôi. Xe thô sơ nhất hiện tại. Tôi không biết xếp xếp làm sao để cho nó ba cái thùng. Thùng nhựa cũ 500 lít đã được hàn sửa. Bồn này sử dụng cho mục đích mình xây phòng trọ này, các cái nhà thầu hay đặt bồn bên em để đắp cho các phòng trọ này. Rồi mục đích nữa là mình thuê các mặt bằng như bán hàng quán, không cần thiết phải sử dụng bồn mới, mình sử dụng bồn này để giảm chi phí. Bồn vẫn dài bình thường, thể dài dài 5, 7, 8, 5, 10 năm bình thường luôn. Mọi người mua bồn cũ ở chỗ khác thì sợ, nhưng mua bồn bên công ty Long Đại Thành thì được bảo hành trong suốt quá trình mình sử dụng luôn nha. Bên em có thợ đi sửa chữa, có thợ đi bảo hành trên khắp thành phố. Khách hàng cần mua bồn nước cũ mới vui lòng trực tiếp liên hệ 0978535953. Mình sẽ được coi trực tiếp qua video hoặc tới trực tiếp xem những cái bồn của mình định mua nó còn chất lượng bao nhiêu phần trăm nha. Coi trước rồi và đến khi sử dụng cũng vẫn được bảo hành luôn. Bên công ty bán bồn có 102 đấy các bạn. Ba bồn của ba hãng khác nhau. Bồn này của Long Nguyên, 500 lít, nước ra còn xanh sáng. Bồn này của Hồng Ga vẫn còn dày đẹp luôn. Còn cái bồn này thì giống như là bồn vuông. Bồn vuông biết của thương hiệu nào, thấy không, bồn vuông của Đại Thành ạ. Bồn có phi nắp đầy đủ nha. Đây là cái nắp đậy vô rồi. Hy vọng chuyến đi sẽ tốt đẹp, không bị công an làm khó nha. Bên em sẽ ra hàng ở khách hàng trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa.
chi là quan trọng. Mình phải chành vùng thật kỹ khi đi thì mình không bị sóc, không bị mẻ bùn, vỡ bùn mà đi mình yên tâm. Dạ, em xin chào mọi người. Khi nào cần mua bồn cũ mới thì hãy vui lòng liên hệ với bên em 0978535953. Công ty Long Đại Thành chuyên cung cấp bồn nước, máy năng lượng mặt trời và các dịch vụ sửa chữa, vệ sinh bồn nước, vệ sinh máy năng lượng mặt trời định kỳ luôn nha. Giúp gia đình mình có cái bồn nước sạch sử dụng trong suốt thời gian nhiều năm. Bên em có thợ đi vệ sinh bồn nước định kỳ, vệ sinh máy năng lượng định kỳ 6 tháng một lần, 3 tháng một lần hoặc 1 năm một lần. Cái vấn đề vệ sinh bồn nước này thường không được gia đình mình quan tâm lắm như là các công ty xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng thì cũng thuê bên em làm định kỳ, ký hợp đồng dài hạn luôn nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt ạ.